Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm một bài essay writing của FCE. Tiếp theo, bài này là bài thứ hai của mình. Ở góc phải màn hình, cuối góc phải màn hình các bạn sẽ thấy cái ISBN. Cái này có nghĩa là cái số sách, cái số các bạn đặt cái số này ra trên Google thì các bạn sẽ thấy được cái bài. Cái quyển sách mà mình sử dụng để mà mình chọn làm bài writing. Ở đây, đây là một cái câu hỏi của bài writing. Trong lớp tiếng Anh bạn đã nói về relationship. Bây giờ giáo viên yêu cầu bạn viết một bài essay. Viết một bài essay. Hãy viết một bài essay và sử dụng tất cả những cái nốt ở dưới đây. Điều gì là quan trọng hơn, gia đình hay là bạn bè? Bạn phải viết về hai ý người ta cho sẵn, và một cái ý thứ ba là bạn phải tự nghĩ ra. Thì cũng tương tự như những bài khác, bài essay của mình sẽ gồm có 5 đoạn, trong đó có 3 đoạn thân bài và đoạn mở bài và đoạn kết bài. Với bài này á, thì cái phần thân bài của mình sẽ viết hơi khác đi một chút xíu. Có nghĩa là body đầu tiên của mình sẽ tập trung vào ý thứ hai. Body thứ hai thì mình quay lên ý thứ nhất. Và body thứ ba thì mình nghĩ ra một cái ý khác. Tiếp theo ha. Bây giờ phần intro. Phần intro giống như hôm bữa mình nói với các bạn thì nó có hai cách để mà bạn làm. Cái bài writing kỳ trước cái mình đã làm rồi. Mình đã làm theo cái cách đó là paraphrase. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái khác. Mình sẽ không sử dụng cái khác. Mình sẽ không sử dụng paraphrase nữa, mà mình sử dụng cái lead, leading. Và mình sẽ trả lời câu hỏi. Tại vì sao mình không paraphrase? Bởi vì bạn nhìn thấy cái đề bên tay phải nè, which is more important, friends or family, thì không có biết paraphrase cách nào hết trơn. Không thể nào mà paraphrase được cái gì khác. Cho nên mình sẽ làm một cách khác, có nghĩa là mình dẫn nhập. Dẫn nhập là bạn không biết nói sao, nói lung tung, lăn quanh về một cái chủ đề, lan man về một cái chủ đề này, và mình sẽ dẫn vô bài. Các bạn nhìn cái phần mình học về relationships here, relationship, thì mình sẽ viết về relationship. Không thể phủ nhận rằng loài người là social animals, là những kiểu người mà sống có đơn độc một mình được á, phải lúc nào cũng với bạn có bè, không thể phủ nhận được cái điều đó. Và cái điều này nữa, relationship mà chúng ta có với bạn bè và gia đình rất là quan trọng, mấu chốt trong việc hình thành nên con người của chúng ta. Đối với tôi, cái ties giữa các thành viên gia đình thì nó quan trọng hơn so với cái ties của giữa những người bạn. Mình lead và sau đó mình answer the question. Cái nào quan trọng thì mình ghi là gia đình quan trọng hơn so với bạn bè. Tiếp theo mình qua cái phần ở đây là lead ha. Cách mà mình sẽ qua cái phần tiếp theo là phần body. Body đầu tiên thì mình sẽ tập trung vào ý thứ hai, giống như nãy mình nói rồi. Bạn phải viết về người mà bạn, người mà giúp đỡ bạn khi bạn có vấn đề. Một vài người nói rằng bạn bè chứ không phải gia đình là những người mà chúng ta có thể chia sẻ những cái khó khăn. Điều đó đúng đó. Tuy nhiên khi khó khăn nó lớn thì gần như mọi người chúng ta đều chạy lại với gia đình. Bởi vì bạn bè thì lúc đó thì cũng chả giúp được gì. Đó là cái ý chính của mình. Sau rồi mình sẽ mở rộng ra, mình giải thích và mình đưa ví dụ. Chẳng hạn như vài tháng trước tôi thi rớt này, và rất là chán nản mỗi khi nghĩ đến cái chuyện mà để dành tiền để mà đi học lại. Tôi đem cái điều đó kể cho bạn tôi nghe, nhưng mà bạn tôi chứ không phải đứa bạn nào của, nhưng mà ba mẹ tôi chứ không phải bạn, bất kỳ đứa bạn nào của tôi, làm cho tôi hết stress bằng cách give me the money to receive the class. Và
xong phần 2 ha. Bây giờ mình qua đoạn tiếp theo, mình sẽ nói về phần 1, người mà bạn enjoy yourself with. Family members are not only those whom we can turn to in bad times. Mình nhắc lại cái ý thứ hai mình mới nói. Thành viên gia đình không chỉ là những người mà chúng ta có thể chạy tới khi gặp khó khăn, chạy tới xin giúp đỡ đó, mà còn là những người with those mà chúng ta thích dành thời gian cho. Ngay cả trong cái lúc mà good time, bad time thì đến với họ, good time cũng đến với họ luôn. Tiếp tục ghi ra, I witness, tôi đã chứng kiến rất là nhiều đứa con gái nói rằng họ rất là yêu, họ rất là thích sự có mặt này của ba của họ, company. Company các bạn vào từ điển các bạn sẽ thấy đây là cái sự bầu bạn chứ không phải là công ty. The teenage girls next door thường go into raptures, thường phấn khích mỗi khi mà ba ông bố bên cạnh tụi nó. When I visit their house, hồi mà cái lúc mà mỗi lần mà đi qua nhà tụi nó, thì cái đứa con gái này thường kể cho tôi nghe những câu chuyện cười của ba nó, cũng như là cho tôi xem hình chụp gia đình lúc mà họ spend their holiday together. Đó là mình xong cái ý thứ hai. Ai quên cái ý đầu tiên, mình nghĩ qua cái ý thứ ba nữa. Thứ nhất là giúp đỡ trong sự khó khăn này nè, rồi những người mình thích bầu bạn này nè. Vậy thì qua đoạn ba mình có thêm một cái ý nữa, không những giúp đỡ, không những bầu bạn, mà còn là một người cho mình những lời khuyên tốt đẹp, giống như là người thầy của mình. Family gives us advice and teaches us invaluable lessons. Này viết hơi băng hoại chút xíu. Khi tôi còn làm sinh viên đại học, tôi nói chung là tôi có một cái chuyện tình mà affair, có nghĩa là ngoại tình, một cái mối quan hệ không có được đúng đắn với giáo viên đại học của tôi, và tôi mang thai, có bầu. Cái tin này một khi mà đã leak out, đã ra rồi, thì không có giống mấy người bạn, ba mẹ của tôi chả có la tôi một tiếng nào. Thay vào đó, họ giúp tôi qua cơn ác mộng and taught me the right and the wrong, và dạy cho tôi right and wrong. Bạn thấy cái câu kết của mình là concluding sentence, nó chính là lặp lại câu ở trên đây, nó chính là teacher's lesson taught me right and wrong. Okay. Đoạn cuối là đoạn kết bài. Kết bài là mình chỉ lặp lại cái intro thôi. Nó tóm lại, dẫu friendship có mạnh đến thế nào đi chăng nữa, thì cái mối quan hệ giữa gia đình với nhau á, đóng một cái vai trò quan trọng hơn. Vậy là xong cái phần essay. Cái phần essay này á, các bạn lùi lại cái bài đoạn 2 hả? Lúc mà mình viết thì mình cũng phân vân, tại vì ở ngay ở cái phần nốt nó ghi là who help you, who you can enjoy yourself with. You có nghĩa là bạn có nghĩa là mình. Thì mình nghĩ rằng lúc mà mình viết, mình thấy chết mẹ rồi, như là you mà, tại sao mình lại nói đến những đứa con gái khác là một cái ngôi thứ ba, không biết có hợp với mình không. Người ta kêu là write about who you, người mà bạn nó chính là mình, là cái người viết, là writer này đó. Cho nên mình lại sợ cái vấn đề này, nhưng mà mình nghĩ chắc cũng sao, mình hỏi bạn mình rồi. FCE thôi mà, nhẹ nhàng thôi, không phải là gì ghê gớm lắm, mà chặt từng cái một cái. Ok, rồi mình tiếp theo. Đây là nguyên một cái bài của mình bớt lên, sẵn tiện mình có bôi màu những cái thứ mà mình nghĩ là từ vựng tốt sử dụng ở trong bài này. Ở đây có một cái rất là cliché, you cannot be denied that. So
social animals là mình nói những cái người ví dụ như con cọp là con hổ này, con voi này là những cái thứ mà không có sống đơn lẻ, phải sống theo bầy đàn. Mình cũng vậy. Crucial in shaping who we are, who we become. Quan trọng trong cái việc hình thành nên con người của mình. Utilize. Ở đây có cái cụm là to be of, cộng với danh từ. To be of more importance. Thay vì nói là a more important, dùng tính từ. Opinion là danh từ, mình dùng từ apply, động từ. That may well be true. Điều đó có lẽ đúng. That may well be the case. Okay. Turn to. Turn to là chạy lại, nương dựa vào. Ở đây có immediate family. Immediate family là những cái người mà gần gũi nhất đối với mình về mặt sinh học á, về mặt sinh lý. Ví dụ như ba mẹ, anh chị em ruột. Ông bà thì chắc không được lệ kể vô là immediate ha. To be depressed at the thought of, mỗi lần nghĩ đến là cảm thấy mệt mỏi, đau đầu. Ở đây mình có từ repeat. Repeat là dùng để học lại, thi lại nha bạn ha. Repeat the class là học lại cái lớp mà mình rớt. Ở đây receive the class cũng là học lại, là thi lại, ngồi lại cái lớp đó. Ở đây là collocation. Mình có từ company và enjoy. Enjoy one's company. Enjoy my company. He really enjoys my company. Anh ấy rất là thích chơi với tôi. Go into raptures. Nãy nói rồi, phấn khích, phấn khởi. Have an affair là nói chung là một cái sexual relationship. News thì nó leak out, nó bị rò rỉ ra. Ở đây là cấu trúc, cấu trúc nhượng bộ, cấu trúc hình nhượng bộ. Ok, nhân nhượng giống như however á. However stupid he is, dẫu có ngu đến mức nào đi chăng nữa thì nó cũng không làm gì đó chẳng hạn. Thì đây là dẫu friendships của chúng ta có strong đến mức nào như nữa thì family bond vẫn play a more important role. Rồi, tiếp theo bạn sẽ thấy đây là bài gồm 293 từ, viết hơi dài. Bài này không biết sao chứ mình viết cũng rất là mệt mỏi, vừa khó. Đề thì nó dễ vậy đó, nhưng mà tại mình nghĩ nhiều quá. Phần để đánh giá này mình cũng để vô slide vậy thôi, chứ mình sẽ không có đi nói phần này ha. Các bạn tự coi. Rồi, cũng như vậy thôi. Phần đánh giá không có gì hết.